Xin chào mọi người, em là Nhanh, em là tư vấn bán hàng của Hyundai Tây Đô. Và hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt và cũng như sử dụng tính năng sạc điện thoại không dây trên dòng xe Santa Fe bản dầu cao cấp. Và đây, mọi người sẽ thao tác trên bàn phím của vô lăng bao gồm menu, nút lên xuống và nút OK. Đầu tiên, mọi người sẽ thao tác trên nút menu, mình chọn vào mục User Setting và mình sẽ lựa chọn một Convenient nhanh ha. Mình nhấn vào OK. Trong mục Convenient nhanh, chúng ta sẽ chọn OK. Để vào mục này thì chúng ta sẽ chọn tiếp tục là Wireless Charging System. Mình OK. Nếu như mình tách vào, có mọi người có thấy là cái mũi tên nó bị đỡ được tách vào không? Nếu như tách vào là mình đã kích hoạt thành công rồi đó. Rồi, chúng ta vừa kích hoạt xong thì bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Đây, chúng ta sẽ bỏ vào. Đã sạc thành công nha mọi người. Và có một vài điều em muốn lưu ý với mọi người á, là muốn sử dụng sạc không dây này thì chúng ta cần phải bật AC ha. Và cánh cửa sẽ được đóng kín lại, sẽ được lock lại hết. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sạc để điện thoại đúng vị trí. Và điện thoại mình tất nhiên là cũng phải có chức năng sạc không dây hết mọi người. Và điều lưu ý tiếp theo là em muốn nói với mọi người là cái đèn vàng dưới đây. Nếu như mà chúng ta sạc điện thoại mà thấy đèn vàng như thế này thì tức là điện thoại chúng ta đang sạc bình thường ha. Còn khi mà đèn vàng chuyển sang màu xanh thì là điện thoại của chúng ta đã sạc đầy. Và nếu như đèn vàng mà chớp đó, thì chúng ta đang bị gặp một vấn đề bị lỗi nào đó. Có thể là điện thoại chúng ta sẽ sạc không ngay vị trí hoặc là nó đã quá nóng. Cuối cùng là khi điện thoại của chúng ta có ốp lưng quá dày thì em khuyên là mình hãy nên tháo ra để sạc ha mọi người. Vừa rồi là em cũng đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng sạc điện thoại không dây trên dòng Santa Fe phiên bản dầu cao cấp ha. Và em cũng muốn chia sẻ với mọi người dòng Santa Fe phiên bản dầu cao cấp bên em hiện tại đang có giá là 1.245.000.000 đồng và với nhiều ưu đãi đặc biệt trong tháng 7. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.